Các bạn xem này, từ bí quyết câu cá nâu này các bạn. Rượt quá nha. Quay trong đây luôn nè. Đây các bạn xem đây. Rồi mình hướng dẫn cái bí quyết cho các bạn câu. Ăn cái nâu vậy nó tới rồi. Rồi các bạn xem này. Từ đây. Các bạn nghe mình giải thích về câu cá nâu nha. Cái bí quyết của nó là quan trọng nhất là cái màu. Các bạn biết sao mà là cái màu không? Tại vì con cá này là nó thích nghi với cái lòng bè. Là cái tuyệt chiêu của mình chỉ cho các bạn là các bạn ra xem cái bè của một người nào mà các bạn câu đó. Các bạn biết người đó là cho ăn cái ăn một gì. Ví dụ như là bè đó là cho ăn cám thì các bạn phải dùng cám để các bạn câu con cá nâu. Hoặc là cái bì đó là cho ăn mồi cá ô, cá nục hoặc là cá gì đó là các bạn dùng cá các bạn câu. Tại vì con cá nâu này á, là nó ăn nơi nào, nó ở nơi nào thì nó sẽ quen mùi cái thức ăn đó. Thành ra cái đó là cái bí quyết của người nông dân. Thứ thiệt này chỉ cho các bạn câu nha. Các bạn hãy theo dõi mình. Còn toàn bộ những cái cần mình là cần độ độc nhất vô nhị. Rường thì rường bắt quái nha các bạn. Các bạn xem đây. Xem này. Thấy không? Các bạn lưu ý là nhìn cái dí cần này nha các bạn. Nó nháy nè. Mình quay gần lại cho các bạn xem. Đó, coi. Chuẩn bị giật nè. Các bạn xem nha. Cái nâu là câu như thế đó. Chủ yếu là các bạn phải biết được cái bè đó là cho ăn thức ăn gì. Ví dụ như mà bè đó là cho ăn cám thì các bạn dùng cám các bạn câu. Mà cái bè đó là cho ăn cá là các bạn dùng cá các bạn câu. Là nó mới đạt được hiệu quả cao nha. Nha các bạn. Đó các bạn thấy không, giật là dính mà cần là cần phải cần độ đó, thấy chưa các bạn. À, rồi anh đây là cũng anh hai anh cần thủ này xuống này, anh đây cũng là anh kiện tướng quốc gia, anh kia cũng là anh kiện tướng. Hai anh chưa biết anh nào là nhất nhì hết, mình cứ hôm giờ là solo rồi. Đó anh đây, anh đây. Các bạn xem anh đây nha. Rồi rượt bắt quái nè các bạn. Chỉ các bạn móc một xíu mồi này thôi. Đó là các bạn giật tha hồ mà hưởng nha các bạn. Bất kể các bạn xem nè nha. Các bạn xem kỹ, mình đang hướng dẫn cho các bạn là cái cần độ nè các bạn. Hai rường nha. Đó, coi cái lực cá nè, coi lực chịu đựng nè. Đây là cước siêu nhỏ. Mình là chỉ là dùng cần câu độ thôi. Đó, các bạn thấy cái lực cần không? Bạn thấy chưa? Đó. Mình là chuyên dùng về cần độ nha các bạn. Rường đây là câu hai con cá nâu, ba con cá nâu cũng vẫn có thể. Bạn thấy chưa? Bạn xem lại, cước nhỏ 5 chấm, siêu nhỏ. Cần độ 25.000 cái độc cần. Rồi, đây là mình lấy anh đây là thì đây là kiện tướng cần thủ quốc gia nè các bạn. Rồi, thành quả của ngày hôm nay câu được nè các bạn. Bạn xem, bạn đếm cho mình nha, mình nhìn câu nhiều quá mình cũng quên nha.
Rồi hôm nay là ngày mùng 9 âm lịch các bạn ơi. Bạn thấy hợp lý không? Các bạn đi câu là phải chọn đúng ngày nó mới ké nhiều nha các bạn. Rồi các bạn xem qua clip mình tư vấn là các bạn đi câu rất là tuyệt vời. Đây các bạn đi câu mà như đánh lưới hả? Đi đánh lưới đúng không cho nữa. Hôm nay cái cách coi mày để chưa? Các bạn thấy chưa? Rồi thành quả của ngày hôm nay quá đã. Các bạn đi câu là phải xem qua cái kênh của nông dân này là các bạn đi câu rất là ok nha các bạn. Để chưa? Các bạn thấy để chưa? Các bạn xem qua cái kênh này là mình tư vấn cho các bạn đi câu là rất là hợp lý nha các bạn. Nếu như các bạn nào mà yêu thích kênh nông dân, các bạn nhớ chia sẻ cho nông dân. Rồi mình sẽ hướng dẫn cho các bạn những cái clip sau. Nếu các bạn nào cần cái gì là mình sẽ tư vấn cho các bạn nha. Rồi nông dân xin chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn lần sau.